anh em thấy nó múa đẹp không anh em ơi? Thích thì cứ việc nhắn tin cho mình nha, alo nha. Chim này 1 triệu thôi nha anh em ơi, 1 triệu anh em về chơi thoải mái luôn, đi cà phê vô tư luôn nha. Hàng này là 1 triệu là quá rẻ cho anh em luôn nha, tại nó đang thay lông á nha anh em. Thay lông anh em về chăm dưỡng lại xíu là chơi ok luôn. Hiện tại nó đang vẫn đang chơi bình thường nha. Thay lông thì có điều hơi yếu. À, anh em nhìn tướng nó đẹp quá không? Rất là hầm hố nha. Khá là đẹp. Đang thay lông nên còn hơi yếu. Vậy anh em dưỡng nữa là mùa sau là chơi. 7 màu 3 mùa nha anh em ơi. Đang thay lông. Chim này đang thay lông nha. 7 màu 3 mùa rồi. Anh em nào thích chơi chim chiền về múa liền thì IP em nha. Này chim 3 mùa nha anh em. Vừa em bao cho anh em múa luôn. Hiện tại là đang thay lông nha anh em. Vừa thay được vài cọng lông cánh á.